em tự nhận luôn, cái này em nói thật, em là một người rất là nhu cầu rất là cao. Không nhắn này mình thành thật với nhau, mình lớn hết rồi. Nhu cầu rất là cao là sao? Thì em nghĩ là nó cũng phụ thuộc lắm, mà tại vì em nhu cầu cao, ví dụ một ngày 20 lần, 20 lần. Ngày 20 lần cũng được. Trời ơi, tôi hết hồn. Tôi tưởng mà nó yêu cầu cao là cái gì ấy, là như thế nào sao? Cái đó phải gọi là yêu cầu cao, cái đó gọi là nhu cầu cao. Sao lên sao? Nhu cầu cao, dạ nhu cầu cao. Ổn không? Ổn không? Em tên là Lê Bảo Huỳnh Nga, em sinh năm 95. Và hiện tại công việc của em là ca sĩ, diễn viên, DJ và em có kinh doanh nhỏ nhỏ. Ủa gì vậy, cuối cùng cái nào là chính vậy? Cái nào cũng làm hết chị, bây giờ có tiền là làm nè chị. Ok, chị thích cái chốt cái câu có tiền là làm được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể làm tất cả mọi việc một lúc luôn. Ví dụ một ngày của em nha, là em sẽ tập thể dục nè, sau đó em học nè, rồi nếu mà có show thì em đi quay, rồi sau đó em bán hàng luôn. Khi mà em bán hàng thì em sẽ tự tiếp hàng, gói hàng, rồi tự trả lời khách. Nhưng mà em có thể làm tất cả mọi thứ luôn. Còn điểm yếu của em là em hơi bị nóng tính, hơi bị cọc, bị quạo. Sau khi nghe một vài lời giới thiệu của Nga thì em có cảm nhận gì đầu tiên? Nga là người khá là chủ động và khá là tự lập, khá là hiện đại. Em có thích cái dạng phụ nữ hiện đại như vậy không, hay là em thích truyền thống? Em thích phụ nữ cá tính, không có mình thì bạn ấy vẫn rất là ok, rất là ổn. Rồi, em giới thiệu một chút về mình đi. Lân thì hiện tại mình đang làm công việc cụ thể là như thế nào? Dạ thì hiện tại thì em đang làm YouTuber. Em có sở hữu 2 kênh YouTube và 2 kênh fanpage, cũng khá là nhiều người biết. Nếu gửi đến mẹ một lời yêu thương, em sẽ nói gì? Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm nè. Ok, hóa chỉ mấy đã chúng ta ăn rồi. Em thấy liệt kê các loại khí nitơ oxit. Bóng cười luôn. Bóng cười quá hả cho mày. Mấy cái này là trên YouTube sẽ rất là ăn nè. Cho chị hỏi xíu, kênh YouTube mình là bao nhiêu lượt người theo dõi? Kênh cá nhân của em là 572.000 người. Còn kênh mà em làm chung với mấy anh em thì là 420.000. Dạ, 2 kênh. Wow, không biết tới chuyện nào kênh tôi mới được nhiều như vậy nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em nghĩ em cũng giống bạn nữ, đó là có thể làm nhiều thứ cùng một lúc được. Nhưng mà điểm yếu của em thì em làm nhiều thứ quá, các em bị mất tập trung. Nếu mà tập trung một thứ mà lâu á, đủ lâu á thì em không có. Dẹp hai em nè, tôi tới với này, đầy diễn viên nè. Hello Khoa. Hồi nãy chị nhớ Khoa nói Khoa làm diễn viên phải không Khoa? Chứ nãy giờ tôi thấy dạ, em YouTuber với ca sĩ diễn tôi chưa cười luôn á. Giờ sao? Dạ em lâu lâu em đi quay cho vui. Em quay cái gì? Thể loại của em là gì? Có sở trường gì nói cho tôi nghe coi. Em quay chủ yếu là quảng cáo, nhiều lắm chị, cửa hàng, bia, chủ yếu làm chơi chơi. Cái gì em làm thiệt? Em làm thiệt là em đang làm về sale bất động sản. Ồ, sale bất động sản rồi bán bảo hiểm nữa ha. Chị Tường chưa có cái bảo hiểm nào luôn á. Chị nào mà em sale chị Tường mà mua được cái bảo hiểm của em mới giỏi. Cái hồi đó giờ 80 anh trai đẹp mời tôi chưa mua luôn á. 80 anh trai đẹp mời tôi chưa mua luôn á. Sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ Khoa? Dạ, điểm mạnh của em thì em có nhiều mối quan hệ không lắm chị. Hồi đó đầu tiên là em làm về kiện, rồi sau đó em mới chuyển qua bên bất động sản. Chắc phụ đề tiếng Việt cho tôi đi, đọc cho nó dễ. Mấy em giới thiệu gì cho đơn giản nè. Ưu điểm của em là đẹp trai, khuyết điểm của em là điện thoại dỗm. Khuyết điểm của em là điện thoại dỗm. Cười, nha, không phải cười. Nói tôi nghe được, tôi bực cái bội trong người hả. Em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m8. Wow, trai cao to nha. Rồi em cân nặng nhiêu ký? 72kg. 72kg, trời tướng tá này ngon lành quá. Rồi đi làm nhiều công việc vậy, rồi hiện tại mình lương bổng mình ổn định không em? Mình có dành dụm được gì chưa? Hiện tại thì số tài khoản được 9 số rồi. 9 số rồi. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Anh ơi, 9 số mà mai mốt mà cúng điện thoại thì nói em dẫn đi nha. Nga nó nghe khoảng 9 số mà điện thoại phải 9 số nha. Khoảng 9 số mà điện thoại nghe cũng bóp dễ sợ luôn vậy đó. Dễ thương được, nhưng mà nó rất là đẹp trai dễ thương nha. Trời ơi, ok được. Sao Nga? Nghe phần giới thiệu sơ bộ của hai anh ngày hôm nay thì Nga thấy sao? Thấy cũng ngon đó chị. Ngon hả? Ngon. Gu em đó. Gu hả? Đúng gu em đó. Gu nào? Là cao cao á chị. À dạ. Ê, mình chưa, để giờ mình chưa hỏi Lân cao nhiêu. Cao cao á. Lân cao mét mấy Lân? Mét 7 rồi. Mét 7 nặng nhiêu ký? Dạ 68 ký.
Cũng được. Bây giờ tới phiên Nga giới thiệu một chút xíu về mình đi. Mấy mối tình rồi cơ? Nếu mà tính về những cái mối tình mà kiểu tìm hiểu này kia thì chắc cũng hơn chục mối chị. Nhưng mà nếu mà nói về yêu thiệt thì chỉ có 2-3 mối thôi. Một mối là 1 năm, một mối là 4-5 năm. Cái mối tình đầu tiên của em thì được 1 năm. Sau đó là người không có hợp nhau. Rồi tại sao chia tay? Dạ, em phát hiện bạn đó có người khác sau lưng em. Tại sao đó là cắm sừng lắm. Tại sao mình đẹp như vậy mà mình để người ta cắm sừng mình? Lỗi là do mình. Tại sao? Quá tin tưởng người ta. Hoặc là bạn đó muốn một cái gì đó mới lạ. Dạ. Năm của lạ ha. Rồi mối tình mà dài 4-5 năm. Dạ, mối tình dài 4-5 năm thì mối tình đó em cũng đầu tư dữ lắm. Chăm lo, rồi nói chung là hai người vẫn cùng nhau đi lên đó chị. Nhưng mà em cảm giác như là em đang bị cô đơn trong cái mối quan hệ. Có nghĩa là chỉ em thấy có một mình em cố gắng. Và trong cái mối quan hệ này thì em không có thấy được cái sự chia sẻ. Giống như tự nhiên em đi làm về em buồn hay là gì đó, em cần có một cái người nào để chia sẻ cho em. Nhưng mà khi em chia sẻ cái chuyện đó ra thì người ta lại cảm thấy khó chịu. Và người ta trách ngược lại em là ừ tại sao là em lại để cho họ chuyện như vậy. Nhưng mà chốt lại em chỉ cần một cái câu em có ổn không, hôm nay em có sao như này không, em có mệt không hay là gì đó thôi. Chỉ cần một câu đó thôi là em cảm thấy là mọi thứ nó qua rồi. Nhưng mà em nhận lại được những cái lời nói không có được hay cho lắm, nó làm cho tinh thần em hơi bị đau muốn chút xíu. Cho nên em dần dần nó tích tụ làm cho em không còn thấy là em cố gắng mà không còn cố gắng nữa. Cho nên là em chủ động em rời khỏi mối quan hệ đó. Bao nhiêu lâu rồi chưa có mối quan hệ mới? Chắc cũng 1.5 năm rồi chị. Là lần đó em cũng có tìm hiểu rất là nhiều người nhưng mà em cảm thấy là không hợp. Và chưa phải là thời gian, thời lúc để em tính chuyện yêu đương. Em tập trung công việc, em làm được đủ mọi thứ luôn. Rồi em tập sáng tác, em tập kinh doanh, rồi em học hỏi những cái mới. Như là em nạp vô cho mình những cái kiến thức để em quên đi cái chuyện em phải có bạn trai. Thì sao bữa nay muốn có bạn trai? Nói chung là lâu lâu cũng thấy buồn. Thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chị ơi chị, giống như là lâu quá không có người yêu, giống như bị lạnh cảm á chị. Những gái không thích, những trai không thích luôn. Những gái không thích, những trai không thích luôn. Vì vậy đó, cho nên hôm nay em mới quyết định là em lên đây nè. Cho có người nhìn, cho có cảm xúc lại á. Giống như nãy giờ nhìn chị Cát Tường là em có cảm xúc lắm luôn á. Em không có giống chị. Chị nhìn trai đẹp là chị có cảm xúc à. Rồi giờ em cho chị biết cái định hướng của mình muốn tìm một mẫu người như thế nào. Em muốn tìm một mẫu người là biết quan tâm chăm sóc gia đình nè. Nếu mà em là cái tiếp người là nhìn vậy thôi, nhưng mà em rất là quan tâm gia đình, em thuộc mẫu của gia đình. Em chỉ thích đi làm rồi về nhà, sau đó nấu cơm, rồi cùng nhau đi ăn, đi uống, đi chơi, rồi cùng nhau phát triển trong công việc. Tại vì em bị thu hút bởi bác thôi chị. Em không hiểu tại sao mà em lại bị thu hút bởi rất là nhiều bác thôi. Cho nên là những cái mối tình trước của em và những mối tình trước của em là toàn bác thôi không. Giống như là nhìn em cũng nhìn em hiền đó mà chị, nhìn em cũng good girl đúng không? Hơn em chút giống chị. Được. Bác con tới hoài. Tới hoài luôn hả? Ok. Phải biết gia lan chăm sóc nè, rồi tinh tế nè, không gia trưởng nha. Tại vì em đã quen người gia trưởng rồi, em rất là sợ. Hai anh ơi đừng gia trưởng nha hai anh. Anh là gia đình. Anh là gia đình đúng không? Ok. Lân gia đình cho đó. Cho rõ hàng nè. Gia đình sao nè Lân nè, tình trường sao nè? Thì tình trường em là tầm 3 mối tình. Cũng như Nga là có những mối tình tầm mấy tháng, 1 năm. Nhưng mà có mối tình kéo dài tầm 4 năm. Cũng gọi là sâu đậm chứ. Nhưng mà tại sao vẫn chia tay? Chắc một phần là do công việc. Em là người bị cảm xúc chi phối nhiều á. Nhiều lúc em cũng hơi bị vô tâm. Xong rồi cũng làm cho bạn gái của em không chịu nổi nữa. Sau những câu chuyện buồn của mình như vậy thì em đúc kết ra được một kinh nghiệm gì cho những mối tình tiếp theo? Cái sự mà nhường nhịn với lại cái sự mà thấu hiểu nhau nó đóng vai trò quan trọng. Thực sự thì khi mà yêu thì thăng hoa cảm xúc thì là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà bị chán hay là bị hết cảm xúc rồi thì cái cách mình nhường nhịn với lại cách mình làm sao để bồi đắp lại nó mới quan trọng, mới đi lâu dài. Chứ mà mình thăng hoa một lần xong cái mình chán rồi bỏ nhau thì sẽ xảy ra nhiều mối tình cũng sẽ giống vậy nữa, nó không thể đi đến đâu với ai. Rồi là mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Thì bản thân em thì em thích good girl, em thích kiểu những người phụ nữ an toàn với lại truyền thống. Dù em hồi nãy em có nói là em thích cá tính nhưng mà sâu bên trong em vẫn thích good girl. Có vậy những cô gái nổi loạn là chỉ nhìn là choáng thu hút ngay lúc đầu thôi phải không? Dạ, lúc đầu thôi nhưng mà mình sẽ cảm thấy không an toàn. Nhưng mà lấy vợ là lấy truyền thống xíu đúng không? Phải không? Dạ. Ở đàn ông là vậy đó. Nhưng mà dù lấy vợ một người phụ nữ đầm thắm truyền thống biết lo cho gia đình nhưng mà ra ngoài thấy những cô gái nổi loạn thì vẫn dòm ngó chấm mút. Cảm ơn em. Còn Khoa ơi, không biết là điện thoại em đã tốt hơn chưa? Rồi bây giờ tình trường của Khoa sao nè, chậm rãi thôi nè.
chứ đã giờ chị thấy em rù quến Nga dữ lắm mà điện thoại Nga nó giờ nó cũng đi theo em luôn rồi. Mối tình mà em cảm nhớ nhất đó là mối đại độc của em. Thì trong một cái buổi mà làm việc sự kiện thì em có cái mánh là em mua đồ ăn thức uống cho mấy bạn. Có chiêu ha. Có câu là có thật vật đạo. Ok, tình yêu nhanh nhất là đi bằng đường bao tử đó. Khi đó thì mấy bạn nhân sự khác dùng hết rồi. Còn cái bạn đó là bạn ra sâu bước và bạn đó nghĩ là em mua cả thôi nên là rất là mến em, nói chung là thích. Xong làm xong cái chuyện đó thì về bạn đó chủ động nhắn tin trước. Thì cuối cùng là mối tình nó kéo dài được bao lâu? Dạ chắc được 1.5 năm rồi chị ạ. Lý do tại sao chia tay? Lúc đầu thì quen xong cũng tự nhiên đăng hình nhau lên, bạn bè cũng nhiều. Nhưng mà bạn đi một hôm đó tự nhiên bạn muốn để xóa hình. Cuối cùng kết cuộc ngắn gọn, một là chia tay. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người của em tầm 1.6 đến 1.65. Em thích bạn nào hiền hiền và giọng nói thì giọng nói khác miền Nam một tí, tại vì em ở miền Nam. Rồi thì em thích bạn gái nội tiện miên mố lừa chó. Em không nghe được. Thì thôi ta miền Nam đi. Còn mày đặt thích cái miền mô nữa. Rồi miền mà miền là miền khác. Rồi người ta nói thì không có nghe. Nga ơi, qua tiêu chí mà hai chàng trai hôm nay đưa ra thì Nga thấy sao Nga? Có chỗ nào vô dạ. Vô hiện tại cái gió của mình nó có nghiêng qua chiều nào được gì chưa? Dạ gió của em đang ở giữa chị. Đây em chọn chị á. Thôi bà ơi, tôi không có đâu. Nghiêng qua hai chiều giùm tôi đi. Chào mọi người, thấy giọng mình quen không? Nếu mà các bạn nhận ra mình á, trời ơi mình rất vui luôn á. Còn nếu như không á, thì đó là một bí ẩn. Hello, mình 26 tuổi, đang làm ngành truyền thông và giải trí. Mình rất thích tạo tiếng cười cho người khác và đặc biệt là thích tạo những cảm xúc thương này cho mọi người. Ngoài ra mình rất yêu thích đá banh thôi nha. Mình yêu thích rất là yêu thích đá banh. Mình đã từng vô đến chung kết giải bóng đá quận 1 hồi tiểu học nhưng mình thua tại vì mình đá banh, mình đá penalty, mình đá ra ngoài. Chán thiệt. Trong công việc thì mình thích là một người truyền cảm hứng và tạo ra cái sản phẩm viral cho ngành giải trí. Nói đến đây thì có nhiều bạn có thể nhận ra mình rồi đó. Còn trong tình yêu thì mình luôn hướng đến sự tự do, tin tưởng, tôn trọng và làm chính mình trong cảm xúc. Đối với mình, đúng cảm xúc mới quan trọng chứ không phải đúng người, phải đúng cảm xúc à. Thôi, như đó rồi, chào mọi người. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang là một freelancer cho những công ty event. Công việc của mình chính là quản lý nhân sự trong suốt quá trình hoạt động. Mình cũng đang học tập và phát triển để trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Mình là con người khá là hài hước và vui vẻ. Tuy nhiên trong công việc lại khá là nghiêm túc và nóng nảy. Sở thích của mình chính là đọc sách, bơi lội và tập gym. Hứa có thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Nhưng mình xin hứa sẽ làm bạn cười mỗi ngày nếu bạn ở bên cạnh mình. Rồi cảm xúc giờ sao nè, có cái gì nghiêng được miếng nào chưa? Cảm xúc của em thì đang xem qua cái anh Lân á. Tại vì em thấy anh Lân thấy có tổ chức sự kiện đúng không anh? Làm clip viral gì đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Phút show em nha anh. Đâu, rồi. Đâu nổ một gì như vậy đúng không? Ủa đang thả thính hay đang xin show vậy? Không biết à, gì. Chị ơi, cũng phải từ bạn bè lên vậy. Bạn bè nè, xong mới đến cái ấy. Lân ơi, nhẹ đồn em giỏi hát rap lắm phải không Lân? Có chơi thôi chị chứ không đi diễn rồi nhiều. Bây giờ em chơi cái gì chị coi chứ nãy giờ chị chưa có cười, bây giờ chị thích nghe em hát à. Ok, em có biết một vài là bài rap vội để em rap. Ok. Cuộc sống đã đủ nặng nề với những ngày qua. Ê, thành phố đã quá bộn bề với những người xa nhà. Tìm được người đồng hành gọi anh là real love. Ta nhìn nhau, ghép đôi thần tốc như tia chớp. Tôi và em mình yêu quên hết đời. Không buồn lo mình vui như tới thời. Không cần đợi trời đủ tôi trả lời. Yêu nhau bên nhau mãi mãi từ biển cả vào mây trời. Ê, hey, dạ hết rồi. Ê, vô ghép đôi thần tốc. Ê, vô Nga hôm nay Nga có người nhà nào để mà cố vấn cho mình không? Dạ, người nhà em nay bệnh cho nên không có cố vấn được chị ơi. Có mình em một người một mình là chị. Chị chi? Còn không chị Tường cố vấn cho em đi. Dạ em hát tặng chị Tường nghe một bài với hai chàng trai hôm nay nghe một bài đi. Rồi chị bắt đầu chị tư vấn cho em chọn anh nào nè. Dạ yeah. Dạ, em có chuẩn bị sẵn cái cây guitar. Ghê ghê. Bài này em hát về mẹ chị. Em hát em xúc động lắm. Xúc động hả? Chị có khăn giấy sẵn không ạ? Đó. Khăn giấy sẵn mà. Đó. Lỡ mà em hát mà anh khóc thì anh này lấy khăn giấy ạ. Em cảm ơn. Mẹ ơi con muốn được đi về nhà nắng. Nơi không có khói xe bụi đường. Nơi chỉ có tình thương của mẹ ấm áp thiết tha. Mẹ ơi con muốn được đi về nhà nắng.
nơi không phải lắng lo tiền nhà, nơi tuổi thơ hồn nhiên đùa nhau quanh sớm hát ca. Mẹ ơi con luôn được đi về nhà lắm, nơi xưa bao khó khăn nhọc nhằn, nơi mồ hôi không rơi, bừa bãi không gây bão giông. Mẹ ơi con luôn được đi về nhà lắm, là nơi bình yên đúng là nơi bàn tay mẹ lau nước mắt con rơi. Mẹ ơi, mẹ yêu hơi, mẹ lau nước mắt con rơi. Mẹ ơi, phải im lặng hết trơn. Im lặng với là dòng sông phẳng lờ lắng nghe tiếng hát của em. Lúc em đờn em hát chị mới thấy em là ca sĩ, chứ hồi đầu giờ chị thấy em nhoi quá trời. Sao lên, nó mắng cá mà trời chị. Sao lên, cảm xúc của em như thế nào? Thì em giống chị Tường đó, là mới đầu em nghĩ là bạn không có giọng mà mềm mại như vậy, mà khi bạn cất tiếng hát lên thì em thấy cái sự nữ tính của bạn nó trồi ra nè, rất là nhiều. Hoa thì sao? Cái chất tổng ống với lại chị Tường chị. Thôi bây giờ là lúc nghiêm túc nè, nãy giờ mình cũng chia sẻ được nhiều rồi. Cuộc chơi nào đến lúc phải nói lời chia tay. Bây giờ Nga buộc phải nói lời chia tay với một anh, thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một anh vào vòng trong. Em không thích anh Khoa trước nha. Vì anh Khoa tất cả cái gì đều hoàn hảo perfect hết. Công việc ổn định, rồi tướng tá đẹp trai cao to, đúng mua em. Nhưng mà bị cái là điện thoại hơi giật. Mà điện thoại hơi giật thì kiểu như cái kết nối nhau anh. Kết nối nhau nó cũng sẽ giật giật đó. Em muốn cái kết nối nó phải trơn tru, nó phải smooth á, hiểu không? Okay. Dạ. Tài khoản mình chính nút thì em nghĩ là cái điện thoại mình cũng 9-13 gì thiếu. Dạ. Về anh Lân á thì em thấy anh Lân là một người ở ngoài thì hơi lạnh lùng xíu, nhưng bên trong rất ấm áp, sẽ là biết chăm sóc người khác, biết lắng nghe người khác, nhưng mà sẽ không thể hiện ra bên ngoài nhiều, tại vì ảnh cũng là một người rất là yêu công việc, thì em cũng thích những cái mẫu người là biết chăm lo công việc. Nhưng mà có bị cái thôi, bị cái anh Lân là vậy thôi. Cái này em cũng chia sẻ luôn là tại vì em làm trong nghệ thuật, nhưng mà em lại không thích lắm về những người trong nghệ thuật. Tại vì em đã quen rất là nhiều người trong nghệ thuật rồi, và em cảm thấy là em không có connect được với người ta. Cho nên là em muốn là em không dính dáng gì với người trong nghệ thuật hết. Mà tự nhiên hôm nay lại gặp anh Lân. Sao ta? Khó khăn quá giữa hai anh. Bây giờ em sẽ chọn anh. Thì tình trường em là tầm 3 mối tình. Có mối tình kéo dài tầm 4 năm. Nhưng mà tại sao vẫn chia tay? Em là người bị cảm xúc chi phối nhiều á. Nhiều lúc em cũng hơi bị vô tâm, làm cho bạn gái của em không chịu nổi được. Hiện tại thì số tài khoản đã được 9 số rồi. 9 số à? Anh ơi, 9 số mà mai mốt mà có muốn điện thoại thì nói em dẫn đi nha. Ưu điểm của em là đẹp trai, khuyết điểm của em là điện thoại dỗm. Khuyết điểm của em là điện thoại dỗm. Bây giờ em sẽ chọn anh Lâm. Ok, và bây giờ thì chị Từ sẽ cho Nga luôn, cả và Ngân và Khoa được kết nối với nhau để say hello, và chúng ta sẽ tạm biệt Khoa nhé. Hello hai anh, đẹp trai. Dạ anh Khoa, em xin lỗi anh Khoa rất nhiều ạ. Hôm nay thì mình gặp nhau cũng là cái duyên, gặp chúc cho Nga sẽ kịp điều thật hợp với mình nha. Dạ em cảm ơn anh Khoa, giúp cho anh Khoa có ngày càng đẹp trai hơn, và sẽ kiếm được một cái người như anh Khoa mong muốn là cao 1m6, 1m65. Nói rồi anh Khoa ơi, ai cái gì anh cũng được, có cái anh đầu tư giùm em cái điện thoại nha. Hẹn gặp anh may mắn lần sau nha anh Khoa. Thôi hẹn gặp lại Khoa nha. Ngại quá. Ủa chừng có đâu ngại trời. Anh sinh tháng mấy ạ? Sinh tháng 1, anh tuổi chó. Anh là tuổi chó hả? Anh 94 hả? Sao anh để 95? Anh sinh tháng 1. Tháng 1 là ở dưới cũng là chó. Không, anh qua 95 là không lặn chó nha, anh lặn heo nha. Không, ở dưới cũng là tháng 12, chưa có Tết, hiểu không? Chưa em. Ờ, tháng chạp ở dưới. Ai tính vậy anh? Ai cho tính vậy? Anh dở chữ ghi coi thử coi, đâu tính vậy được. Để chó, sẽ không tin anh vậy. Dạ không, em không cãi được với anh luôn á. Anh đuổi chó cầm tin con heo được chưa? Em là sinh năm mấy, hay là sinh tháng mấy? Tháng 3.
Vậy là anh là cung market phải không? Là Bảo Bình. Bảo Bình là gần gần với Sông Ngư, kế bên Sông Ngư luôn. Vậy là anh mạng hỏa cùng với em. Đúng rồi. Nóng tính lắm nha anh, mạng hỏa nóng tính lắm đó. Nãy em có nói em hay cọc đúng không? Không phải là cọc, về một cái vấn đề vô lý mà là giống như trong công việc đi, em lúc nào cũng nhất là đúng giờ nè. Lúc khi mà em bước vào công việc em làm việc rất là nghiêm túc luôn á. Khi mà em bị một ai đó nói không hiểu em á, mà nói về một cái sai gì về em á, rồi lúc đó em đúng cọc luôn á, đúng điên luôn á. Em có tác động thể chất gì của người ta không nếu mà em cọc lên á? Không, em chửi nhưng mà em lựa là em nói. Nói chung là còn anh thì rất anh là vui vẻ. Anh không phải người hay cọc á, tại vì anh dùng não phải của mình để chuyển từ cảm xúc tiêu cực thành cảm xúc tích cực được. Anh giống tại vì anh diễn viên, anh cũng làm diễn viên mà, nên là mình có thể giả bộ mình cố gắng mình không cọc được. Ok, chị Tường quay lại rồi. Em nói vậy thôi chứ bình thường em vui vẻ dễ thương lắm, giống chị cái Tường vậy đó. Ok, nói nghe nè, tôi thấy hai bạn hết coi bói rồi, tôi coi tướng số rồi, vì bàn công việc xô không à. Chị Tường quay lại cho tụi em những cái chủ đề nó phải gai góc, nó phải xù xì, nó vô thẳng vấn đề yêu đương gì để nói chuyện, nói toàn chuyện gì đâu không. Bây giờ xin mời hai bạn hãy chia sẻ về quan điểm của mình nhé. Thứ nhất là tiền lương của chồng đưa cho vợ bao nhiêu là đủ. A 100% mỗi sáng thì vợ đưa lại cho mình ít tiền cà phê. Còn B là 70% thôi, chi phí cá nhân thì mình tự lo. C là 50% mỗi người. Còn C là đưa vợ 30%. Thì theo như em thì em muốn sau này có vợ thì em sẽ chọn A, B, C hay D? Em nghĩ là em sẽ chọn B. B, tại sao? Nếu mà em đưa 100% á thì nó sẽ lòi ra cái việc quỷ đen nữa. Tại em thấy đa phần mấy ông chồng có quỷ đen nữa kiểu, nên em sẽ kiểu như nói thẳng luôn đó là ok, anh sẽ có một cái phần cho cá nhân anh, còn 70% lại là cho vợ. Theo bản thân em thì chọn phương án A. Tại sao? Vì theo xét về phong thủy, thì người ta kêu là khi mà chồng mà đưa hết tiền cho vợ thì gia đình mới êm ấm, mới nhất là gia đình êm ấm. Thứ hai nữa là vợ sẽ chi tiêu hợp lý thôi, chứ thật sự ra thì không tin chồng được chị ơi. Tại vì khi mà cưới nhau về em nghĩ là mình sẽ có một cái tài khoản chung chi tiêu gì đó các kiểu là biết hết, cho nên là đâu có quỷ đen gì ơi dù đâu, đúng không? Thì mình cứ đưa hết cho nhau đi, mình tổng hợp lại chung đi, là muốn ăn muốn xài gì, anh muốn mua cái gì nè, rồi đó anh nói một tiếng em đưa. Ủa tài khoản chung thì chị nghĩ ai cũng rút chứ, chứ tài khoản chung mà cũng phải nói anh rồi em mới đưa là sao? Tài khoản chung rồi thì kiểu như là mua nhiều quá thì phải nói, ý là mua ít thì cứ mua mình. Thì đó cũng được. Thường các cô gái thì sẽ chọn phương án A, nhưng mà đúng là theo như nghiên cứu thì đa số các quý ông nếu mà mẫu mực thì chọn cái phương án B là chính xác. Chủ đề thứ hai, chuyện chăn gối. Cũng là trời. Các bạn, chuyện chăn gối bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu cụ rõ ràng, cụ thể bao nhiêu lần một tuần? Em nghĩ thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà nó phụ thuộc vô cảm xúc. Kiểu như là, tại vì em cũng muốn là cái chuyện đó nó phải lãng mạn á, chứ nó không phải là cái dạng mà kiểu như trả bài hay là làm cho có. Tại vì đối với em thì cái gì nó cũng có cảm xúc. Càng nhiều thì mình sẽ càng yêu nhau hơn, em nghĩ vậy. Tầm khoảng mỗi một tuần được khoảng 5 lần, Tụi em mới có 20 mấy tuổi mà từng 5 lần là hợp lý, ok. Rồi Nga thì sao? Em chỉ biết cười thôi chị ạ. Này nữ này khó nói. Không, tại em tự nhận luôn, cái này em nói thật. Em là một người rất là nhu cầu rất là cao. Không nha, cái này mình thành thật với nhau, mình lớn hết rồi. Nhu cầu rất là cao là sao? Thì em nghĩ là nó cũng phụ thuộc lắm, mà tại vì em nhu cầu cao, ví dụ một ngày 20 lần. Ngày 20 lần cũng được. Trời ơi, tôi hết hồn. Tôi tưởng mà nó yêu cầu cao là cái gì hay là như thế nào sao? Cái đó phải gọi là yêu cầu cao, cái đó gọi là nhu cầu cao. Sao lên sao? Nhu cầu cao, dạ nhu cầu cao. Ổn không? Ổn không? Dạ ổn, em bình thường. Ổn sao mặt không biểu lộ cảm xúc hưng phấn gì vậy? Ôi chị. Này mình quay show mình đi. Ok thôi, nói chung là chị cho vài cái câu hỏi để cho tụi em có thể hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng dành cho Nga. Nga có thích đi làm dâu không? Làm dâu thì em vẫn làm được thôi, nhưng mà em vẫn thích là hai người kiểu có một cái không gian riêng hơn. Đó, lâu lâu rồi cuối tuần đó về thăm ba mẹ. Còn nếu mà ở chung với nhau em nghĩ là nó sẽ khó
những cái bất đồng quan điểm, những cái xích mích sẽ làm khó cho cái người ở giữa hơn, người đàn ông hơn. Hiểu nhau rồi ha. Thời gian trên chương trình chỉ là thời gian để tham khảo, và bây giờ là đến lúc quan trọng. Hai bạn đã chuẩn bị cho chị Tường sẵn những cái biểu tượng của chương trình chưa? Chú cuốn dễ thương của Viper và cái dấu dislike. Rồi. Đây. Ok. Đây. Ok, mời hai bạn. Mời hai bạn nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường và đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên nhé. Hãy suy nghĩ và lắng động lại một chút để nghe cái nhịp đập trái tim của mình, cảm xúc của mình, lý trí của mình trong câu chuyện mình đã nói từ nãy đến giờ với nhau. 3. Nếu mà em đưa 100% á, sẽ lòi ra cái việc quỷ đen nữa. Nói thẳng luôn đó là ok, anh sẽ có một cái phần cho cá nhân em, còn 70% lại là cho vợ. Thật sự ra thì không tin chồng được chị ơi. Tổng hợp lại chung đi là muốn anh muốn xài gì, anh muốn mua cái gì nè. Rồi đó, anh nói một tiếng, em đưa. 2. Em nghĩ thì càng nhiều càng tốt, muốn một tuần tụt đến 5 lần, muốn một tuần tụt đến 5 lần. Em là một người rất là nhu cầu rất là cao. Nhu cầu rất là cao. Ngày 5 lần. Ngày 5 lần cũng được. Một, xin mời biểu tượng của các bạn. Lần không nhìn cái mặt ông đi đâu luôn á, ông không dám nhìn vô màn hình luôn á. Trời ơi, giờ ta trái tim tao đùng kìa. Cô kia của dislike rồi kìa. Xét về phong thủy đó chị. Nữa phong thủy nữa. Em nghĩ là anh Lân sẽ phù hợp để làm bạn với em hơn. Em không biết nữa, tự nhiên em có một cái cảm giác gì đó là phù hợp làm bạn hơn. Cảm xúc của Lân như thế nào? Em nghĩ là con gái thường sẽ có một cái dè chừng khi mà bắt đầu muôn hả. Em nghĩ vậy. Với lại hồi nãy Nga có nói là cái thời điểm này là thời điểm mà Nga chưa muốn tập trung vô tình yêu và muốn tập trung vô sự nghiệp nhiều hơn. Thì em nghĩ cái quyết định của Nga là một quyết định mà hợp lý thôi, với lại cái tính cách, với lại cái quan điểm của Nga. Nhưng mà chị rất là thích em, bởi vì mặc dù là em cũng rất là nhạy cảm, em cũng có thể hiểu được quyết định của cô gái này, nhưng em...